Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường trại giam quân sự khu vực miền Bắc T974, tòa án quân sự quân khu 4 đã tiến hành xét xử và tuyên án đối với bị cáo Triệu Quân sự, sinh năm 1991, chú xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về các tội trốn khỏi nơi giam và tội trộm cắp tài sản. Đây là bản án thứ tư của bị cáo về các tội danh trên tại phiên tòa sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo đã có 4 lần trốn khỏi trại giam, thể hiện sự coi thường và bất chấp pháp luật. Trong quá trình trốn chạy, triệu quân sự đã nhiều lần thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản. Việc trốn chạy của bị cáo đã gây nên sự hoang mang, lo sợ của nhân dân trên các địa bàn mà sự lận trốn. Hơn nữa, hành vi trốn chạy của sự cũng gây tác động không nhỏ đến tâm lý cải tạo của các phạm nhân khác. Cũng tại phiên tòa, bị cáo triệu quân sự khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, thì Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Quân khu 4 đã tuyên phạt bị cáo Triệu Quân sự 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ, 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp mức hình phạt cho cả hai tội là 6 năm tù. Bên cạnh đó, kết hợp với án trung thân do Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử bị cáo trước đó, nay buộc tội bị cáo Triệu Quân sự phải chịu hình phạt chung là trung thân hiện bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi của mình và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có thể có tư tưởng cải tạo sớm trở về với gia đình